Charlie Tôn Quý giàu cỡ nào? Tóm những sự thật về Charlie Tôn Quý. Anh Quý là một trong những người Việt Nam là tỷ phú nước Mỹ. Phòng của anh Quý đây nè, đẹp hơn khách sạn 5 sao. Là một trong ba người Việt có khối tài sản khủng nhất nước Mỹ, đến với xứ sở cờ hoa với hai bàn tay trắng, sau đó vươn mình trở thành một tỷ phú đô la. Sở hữu riêng cho mình chuỗi tiệm nail lớn nhất nước Mỹ với hơn 900 cửa hàng, cùng doanh thu mỗi năm có thể lên tới 500 triệu đô, tương đương gần 1.400 tỷ đồng. Sở hữu hàng loạt những du thuyền, siêu xe hay biệt thự lên đến hàng triệu đô. Charlie Tôn Quý, cái tên được mệnh danh là ông vua ngành nail thống trị nước Mỹ. Thời gian gần đây khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Vậy bạn có biết Charlie Tôn Quý là ai? Tài sản của ông khủng như thế nào? Hay bạn có biết trước khi trở thành tỷ phú, ông từng phải đi ở đời để kiếm sống qua ngày hay không? Liệu có bí mật nào đằng sau cuộc gặp gỡ thời gian gần đây giữa Charlie Tôn Quý và Vương Phạm hay không? Ngày hôm nay, hãy cùng Thế Giới Sự Thật đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc ấy nhé! Nếu bạn là fan của Charlie Tôn Quý hay biết gì về những bí mật của ông ấy, đừng quên để lại một comment xuống phía bên dưới ngay nhé! 1. Khối tài sản khủng. Kể từ cửa hàng nail đầu tiên được mở ra vào năm 1995, với gần 25 năm bôn ba trên thương trường, Charlie Tôn Quý trở thành cái tên đáng gờm và thành công bậc nhất trong lĩnh vực nail trên đất Mỹ. Doanh thu khủng từ công ty hàng năm giúp ông trở thành một trong những tỷ phú đô la với khối tài sản kết xù. Cụ thể, trong đoạn video review căn nhà của ông gần đây được chia sẻ trên kênh YouTube của Vương Phạm, có thể thấy đây là một tòa nhà sang chảnh với thiết kế 4 tầng được đặt tại phố Louisiana. Theo ước tính của Vương Phạm, giá trị của căn nhà có thể lên tới hơn 2 triệu đô, tương đương gần 55 tỷ đồng. Nhà anh chỉ có 4.000 square feet thôi, mỗi square feet là khoảng 500 đô. Đi vào bên trong, căn nhà được thiết kế cực kỳ sang trọng và tiện nghi với view nhìn sông sang chảnh, với phong cách smart home thông minh và xịn sò hơn cả khách sạn 5 sao. Phòng của anh Quý đây nè, đẹp hơn khách sạn luôn. Đẹp hơn khách sạn 5 sao. Căn nhà được đầu tư hạng thang máy để thuận lợi cho việc di chuyển nhanh chóng. Không chỉ vậy, để phục vụ cho những chuyến du ngoạn và giải trí cùng bạn bè, ông đã mua hẳn một chiếc du thuyền vô cùng sang chảnh. Chiếc này hả, mà mua mới là bao nhiêu anh Quý? Có nghĩ chiếc này mua mới cũng cỡ triệu á. Triệu á hả? Không có rẻ đâu. Bây giờ đời mới của nó làm. Ngoài ra, để di chuyển hàng ngày, vị tỷ phú này đã tạo hẳn một chiếc siêu xe chạy bằng động cơ điện hiệu Porsche Taycan với mức giá lên tới 10 tỷ đồng. Chiếc xe này được giới nhà giàu rất ưa chuộng sử dụng, trong đó có cả tỷ phú Bill Gates. Xe sở hữu khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 2,8 giây. Vị tỷ phú này còn sở hữu cho riêng mình chín tòa nhà sản xuất đồ nail lớn nhất nước Mỹ, có tên Alfalfa Nail Supply. Đây là cái chỗ làm supply của anh. Anh có khoảng 9 cái building giống vậy ở ngay chỗ này. Chắc là không phải nói lớn nhất thì kỳ quá. Phải nói là không có người lớn hơn nữa hả Thảo? Nói chung là cái xưởng này số 2 nước Mỹ thì chắc không ai dám nhận số 1. Đó là nơi ông nghiên cứu và sản xuất ra hơn 5.000 sản phẩm và mặt hàng về phụ kiện nail, bàn ghế làm nail các loại. Với hơn 900 tiệm nail trải dài trên khắp thế giới, từ nước Mỹ đến Canada hay các nước châu Âu và Nam Mỹ. Chỉ tính riêng lợi nhuận từ các cửa hàng nail nhượng quyền mang lại, ước tính mỗi tháng, vị tỷ phú này có thể bỏ túi hơn 4,2 triệu đô, tương đương hơn 95 tỷ đồng. khoảng 4 triệu một tháng. Đó là tiền franchise, là có nghĩa là những cái tiệm mà mở Regal Nail ở Mỹ với lại Canada. Ngoài ra, theo ước tính của tạp chí Nail, với doanh thu trung bình là 34.000 đô một tháng của mỗi tiệm nail, thì đế chế Regal Nail của ông có doanh thu hàng năm có thể lên tới 500 triệu đô. Nhưng theo chia sẻ của ngài Charlie Tôn Quý, đối với ông, số tiền mang lại hàng tháng không quan trọng bằng sự hài lòng của đối tác. Ông luôn quan tâm rằng đối tác của ông có làm ăn thuận lợi và công việc kinh doanh của họ có tốt hay không. Tuy nhiên, trước khi trở thành một nhà kinh doanh đại tài và sở hữu khối tài sản khủng như hiện tại, vị tỷ phú gốc Việt này đã từng trải qua những khoảng thời gian khốn khổ và cơ cực khi còn trẻ. Vậy bạn có thắc mắc xuất thân của ông như thế nào không? Công việc mưu sinh của ông khi ấy là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp nhé! Hi, Charlie Tôn Quý là ai? Ngày 22 tháng 6 năm 1970, Charlie Tôn Quý có tiếng khóc chào đời tại thành phố biển thơ mộng Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định. Tại Việt Nam, tên đầy đủ của ông là Tôn Thất Hương Quý. Ông là đứa con thứ hai trong gia đình có 4 người anh em. Hiện tại, hai trong số cũng đang làm việc và đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong công ty của ông. Bố của ông là một quân nhân, còn mẹ là một nhà kinh doanh tự do. Lúc nhỏ, gia đình của ông đã tạo sẵn cho ông nền tảng về học vấn. Đó cũng là một lý do mà theo ông chia sẻ, dù có khó khăn thế nào, vẫn phải ráng học cho đến nơi đến chốn sau khi qua Mỹ. Còn đường gian nan của ông bắt đầu khi lên 14 tuổi. Người mẹ của ông nhận thấy được tiềm năng cũng như tương lai tươi sáng ở đất Mỹ. Bà đã quyết định đưa đứa con trai yêu quý của mình sang đất nước xa xôi và giàu tham vọng này. Bà đã dành dụm số tiền lớn là 2 cây vàng để thực hiện ước mơ của mình.
Chuyến tàu vượt biên đưa đứa trẻ 14 tuổi bồng bột và có trong đầu suy nghĩ về một tương lai đầy màu hồng phía trước ở nơi xứ người. Chuyến tàu cập bến Philippines và ông phải sinh sống ở đó một năm trước khi chính thức sang Mỹ. Trên chuyến tàu sóng gió ấy, ông thậm chí đã ước rằng tàu mình bị bắt và đem về Việt Nam vì quá nhớ mẹ. Thì rời bến Việt Nam lúc 14 tuổi, khi đi vượt biên đó, mình cũng hy vọng là tàu bị bắt đem về lại Việt Nam, tại vì trên đó nhớ mẹ quá. Đến với đất nước Mỹ, những khó khăn tưởng chừng như đã đánh gục một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi. Để duy trì cuộc sống bên Mỹ, ông Charlie đã phải trải qua rất nhiều công việc cơ cực. Công việc đầu tiên của ông khi qua Mỹ là bắt tay vào việc lạc đầu tôm tại một khu chợ người Việt, làm công việc quét dọn tại một quán bia và ngủ trên chính bàn bia ấy. Ngoài ra, ông còn hai lần phải ở đợ để có chỗ ăn và chỗ ở. May mắn tưởng chừng như đã đến với ông khi được gia đình của cô chú cho phép ở để làm nơi nương tựa. Nhưng cuộc sống thì không như chúng ta nghĩ. Những khó khăn trong việc ở chung với một gia đình người Huế đã khiến ông phải ra đi một năm đó và bắt đầu cuộc sống ở bụi, nay đây mai đó. May mắn thay, nền tảng mà gia đình đã tạo dựng cho ông về việc tầm quan trọng của học thức đã giúp ông không bỏ dở việc học như bao đứa trẻ khác. Ông vẫn cố gắng phấn đấu hoàn thành hết bậc trung học và sau này là đại học với chuyên ngành về bộ môn hóa. Bước ngoặt đến với ông khi vào năm cuối đại học, một người bạn Ấn Độ đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của Charlie từ một người chỉ biết học trở thành một businessman. Hai đứa khi mà chia tay nhau, anh ta về nước còn mình ở lại, thì mình đấu với nhau ai là người sẽ làm 1 triệu đô đầu tiên. Cũng cảm thấy rằng là nhờ như vậy mình mới biến thành một người thương mại. Và đến thời điểm hiện tại thì có lẽ bạn cũng biết được ai là người thắng cuộc trong trò chơi này rồi phải không các bạn? Đi lên từ hai bàn tay trắng với những ước mơ và hoài bão, sự nghiệp của ông khiến nhiều người không khỏi thán phục. Và các bạn có thắc mắc con đường sự nghiệp của ông diễn ra như thế nào không? Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tìm hiểu nhé! Ba, con đường sự nghiệp. Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư hóa học năm 22 tuổi. Thật không may cho Charlie khi thời điểm ấy cũng chính là lúc kinh tế nước Mỹ đi xuống trầm trọng. Hàng triệu cử nhân đã rơi vào tình trạng thất nghiệp và ông cũng không phải ngoại lệ. Bản thân là một người đàn ông, một người chồng, tôn quý ý thức được rằng mình không thể nào ăn bám vợ mãi. Do đó, ông phải nghiên cứu và tìm cho mình một công việc để nuôi sống và chăm lo cho người vợ của mình khi ấy. Vào năm 1995, trong một lần đưa vợ của mình đi làm tại một cửa hàng nail, bằng sự nhạy bén của mình, ông đã nhận ra được một nhu cầu về những sản phẩm, phụ kiện cho công việc nail này. Và con đường khởi nghiệp của ông cũng bắt đầu từ đó. Với vỏn vẹn 75.000 đô, gom góp vay mượn từ bạn bè, ông mở ra một tiệm supply chain, một cửa hàng chuyên cung cấp các loại phụ kiện làm nail như màu sơn, bột đất, v.v. lấy tên là Alfalfa Nail Supply và bắt đầu bán sản phẩm cho các salon nail ở địa phương và dần dần sau này mở rộng thị trường ra khắp nước Mỹ. Hành trình khởi nghiệp của ông chỉ thật sự bắt đầu khi một lần tình cờ bước vào một cửa hàng của Walmart. Bằng khả năng kinh doanh và tầm nhìn khôn khéo của mình, Charlie tôn quý nhận thấy ở đây có bán tất cả mọi thứ mà mọi người cần mua, nhưng lại không có bất kỳ một tiệm nail nào cả. Hàng ngày, cửa hàng Walmart đón hàng nghìn lượt người ra vào để mua sắm. Từ đó, ông đặt ra một câu hỏi, vì sao mình không đặt một cửa hàng làm nail ở đây? Ngay sau đó, ông bắt tay vào thương thảo với mong muốn đặt một tiệm nail của mình tại cửa hàng Walmart này. Trải qua nhiều lần thất bại trong thương thảo, may mắn thay, đúng lúc có một tiệm kinh doanh kem rời đi và cửa hàng Walmart đã lựa chọn ông để thay thế cho gian hàng này. Chớp lấy thời cơ có 102 đấy. Chỉ vài ngày sau, bằng những dụng cụ và trang thiết bị có sẵn của công ty mình, ông đã nhanh chóng mở gian hàng nail đầu tiên của mình trên hệ thống Walmart này. Từ đó, bước ngoặt này như là một bước đệm cho chuỗi cửa hàng Regal Nail của ông sau này. Nhận thấy được tiềm năng và sự nhiệt huyết của ông, Walmart đã dần tin tưởng và chấp nhận cho ông đặt tiếp 5 cửa hàng tiếp theo tại các trung tâm của họ. Và kể từ đó, một đế chế về làm nail ra đời. Chỉ 12 năm sau đó, có hơn 1.000 tiệm nail ra mắt với tốc độ chóng mặt. Đánh vào việc giá thành dịch vụ rẻ và sự nhanh chóng trong những thao tác làm việc. Bằng chiến lược đứng trên vai người khổng lồ, chuỗi Regal Nail của ông luôn mong muốn tạo một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với gã khổng lồ Walmart. Và từ đó phủ rộng thương hiệu của mình trên khắp đất nước Mỹ, rồi tràn sang Canada, châu Mỹ và cả châu Âu. Ngoài Walmart, ông tôn quý còn nhượng quyền cửa hàng của mình cho những người Việt đồng hương sinh sống tại Mỹ, giúp tạo công ăn việc làm và hỗ trợ cho nhiều người Việt đang sinh sống tại đất nước này. Tận dụng sự phát triển chóng mặt của chuỗi tiệm nail Regal Nail này, công ty Alfalfa của ông cũng phát triển với khả năng gia công và sản xuất với số lượng nhiều hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, ông có hơn 9 tòa building chuyên gia công và sản xuất sản phẩm để cung cấp cho các chuỗi tiệm nail của mình và tự tin khẳng định rằng công ty của ông có thể là công ty cung cấp phụ kiện nail lớn nhất nước Mỹ, thậm chí là trên toàn thế giới. Tuy nhiên, con đường thành công của Tôn Quý cũng giống như tuổi trẻ của ông vậy. Nó luôn bấp bênh và nhiều lần phải trải qua những thất bại, tưởng chừng như phải bỏ cuộc. Vậy bạn có thắc mắc và muốn biết những thất bại của ông không? Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tìm hiểu nhé!
4. Những thất bại và kinh nghiệm. Con đường kinh doanh thì không bao giờ là một con đường thẳng. Để thành công thì chúng ta phải trải qua những lần bấp bênh và thất bại. Có lẽ Charlton Quý là người hiểu rõ nhất về những thất bại ấy. Năm 1995, để có được cửa hàng đầu tiên tại Walmart, ông đã từng nhiều lần thương thảo và nhận lấy những sự từ chối cay đắng. Thì khi mình lên mà nói chuyện với cái giới chức của Walmart á, thì nó chỉ nhìn mình, nó không có đánh giá mình hoàn toàn là thằng nghĩ thằng này là không phải là một businessman đưa vô thất bại trong cái tiệm của mình rồi sao. Họ bảo Tôn Quý không giống dân kinh doanh và không phải là đối tác tiềm năng với họ. Không từ bỏ trong suốt 2 năm, khi biết có một cửa hàng trong Walmart ngừng kinh doanh, ông Quý chớp lấy cơ hội, trở lại và được ký hợp đồng khi ấy. Ngoài ra, chính ông đã từng thừa nhận về sự ảo tưởng về năng lực và phải trải qua thất bại cay đắng trong lĩnh vực kinh doanh cà phê. Ông không có sản phẩm tốt như Starbucks hay sự tập trung vào lĩnh vực mà mình giỏi nhất. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa ông Hoàng Anh Neo, Charlie Tôn Quý và Vương Phạm được cộng đồng chú ý với những chia sẻ rất tâm huyết và ngưỡng mộ về sự thành công của cả hai. Theo ông Tôn Quý chia sẻ, ông rất quý mến công ty Phá Bòi Marketing của Vương Phạm và chính ông cũng là một đối tác lớn của công ty, là một người bạn của Vương Phạm. Công ty của Vương Phạm đã giúp đỡ rất nhiều trong việc marketing của công ty Rigonel của ông. Và câu chuyện về cả hai đã kết thúc video ngày hôm nay của Thế Giới Sự Thật. Bạn có thấy ngưỡng mộ về sự giàu có và tài năng kinh doanh của Charlie Tôn Quý không? Bạn ấn tượng điều gì về ông Hoàng Anh Neo này? Về khả năng kinh doanh hay bạn có bất ngờ về xuất thân và công việc mưu sinh của ông hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn xuống dưới phần bình luận để chúng mình biết nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để đón xem những nhân vật bí ẩn tiếp theo sẽ xuất hiện trên Thế Giới Sự Thật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.